Cả nhà, bữa nay mình làm món bánh xèo ăn với gạo thôi. Nay mình đổ hôm nay mình cái ngày mà bị tiết đông ở ngoài đường lộ á, mình nên bữa nay mình ở nhà mình mới đổ bánh xèo cho gia đình ăn. Mà gia đình mình ăn rồi hết đâu các bạn ơi, bây giờ tới mình ăn. Thôi mình mời cả nhà ăn với mình nha. Và kim chi nữa, kim chi mình mới làm nữa nè. Đồ ngon quá trời luôn nè. Ngon chưa? Kim chi và mà củ mình học trên mạng đó các bạn. Mình học trên mạng đó, mình làm theo giống người ta mà biết ngon hơn giống tay thơm mà mình ăn cũng được. Thôi mời cả nhà ăn với mình nha, tròn ơi ngon quá luôn. Đây chén nước mắm mình làm đây, ăn bánh xèo là chỉ nhờ nước mắm, mà nước mắm không ngon thì bánh xèo nó cũng không ngon. Mà bánh xèo mình làm nước mắm quá trời ngon. Và là kẹo nẹo nè. Mời cả nhà ăn với mình. Cắm ớt à. Ngon quá cả nhà ơi. Hồi nào giờ mình mới thấy tất thịt mà nó làm đã có tiết. Có tiết mà tiết dày luôn mới mới sợ chứ. Hồi năm mấy năm trước nó chỉ có nhưng mà ít thịt à. Có tiết ít ít thôi à. Nó chỉ gơ ít thôi mà giờ dày trắng ở ngoài đường lộ luôn. Giờ không ai đi đâu được chứ. Những người ta ở vùng tiết á thì người ta dạn đi, còn ở vùng mà nóng này mà bây giờ nó mới có chút là không ai đi chứ. Kìa con mình nó đem tiết vô rồi đó, đẹp chưa, tiết như vậy luôn nha các bạn, tiết vậy luôn á đó. Ghê không, bởi không ai đi ra đường hết trơn á, bởi nào xe mình chạy không được luôn, mình ở nhà luôn. Ăn miếng ngon kinh chi kìa. Ngon quá cả nhà ơi. Đây cái mầm nữa nè. Mình chiên á, chi tép với thịt ba gọi thôi à, tôm á. Ồ, khó quá trời bự luôn rồi, chào ăn.
Đây bữa nay nó cúp điện hoài cả nhà ơi. Nó mới cúp điện đó các bạn. Giờ nó có lại nữa rồi. Ăn gì? Ăn ngon. Ngon quá trời ngon luôn, ăn đi. Đó, cái bánh quá trời bự. Ăn cùng củ cải, một cái muối, kim chi nè. Ngon ngon rồi. Ngon quá trời ngon cả nhà ơi. Mình ở xứ Mỹ này á, thì lâu lâu mình được nghỉ ngày ở nhà làm này kia cho gia đình ăn thôi, mà bây giờ á bữa nay quá trời tiết mà phải ở nhà, không đâu đâu có ai mà chạy xe đi được đâu cả nhà. Con làm gì đi, con làm chết hả? Ngon quá trời ngon quá đã. Đó có nhỏ nhỏ gì mà dễ ăn. Coi
mình ở Việt Nam á, muốn ăn bánh xèo á cũng phải làm cả vấn đề. Còn ở Mỹ này á, nó có sẵn chưa? Thật thà mua về chỉ xách lên làm rồi bánh xèo cũng vậy, chị chọn có sẵn chưa, nó dễ dàng hơn hồi xưa. Xưa mình á phải xay bột cả những đời, nhưng mà thì nó cũng hơi cực cực khổ ở xứ Mỹ mà. Quá trời ngon luôn. Cả nhà thấy mình gói gì chắc chảy nước miếng gì. Cài. Mình nói mà ăn hết hai cái luôn các bạn. Có cái này nó bự nữa. Đâu có bánh, đâu có bánh nó bể tùm lum trơn này. Đâu trơn. Đâu vô đâu trơn. Nhà ăn gì mình lại giữa hai cái gửi coi nhà.
Thôi giờ mình ăn như đó đã xong. No rồi, no quá trời no luôn. Thôi mình bye bye cả nhà nha. Bye bye. Tạm biệt, bye bye. Bye bye.